Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn nhìn lên màn hình nhé. Rồi các bạn là làm theo thầy. Mà chúng ta học sang cái phần rất quan trọng là những cái lệnh liên quan đến gọi là cảm biến đây này. Cảm biến nhé. Đó. Chúng ta đã học rồi đấy, nhưng mà hôm nay chúng ta tổng kết lại những cái lệnh nó gọi là lệnh cảm biến là cái gì? Thì cảm biến là những cái lệnh mà nhân vật của chúng ta sẽ vừa làm việc và vừa cảm nhận được những cái thông tin ở bên ngoài. Đây, như là đây là cảm nhận này, cảm nhận khi chạm vào một cái một con vật khác hoặc là chạm vào con trỏ chuột. Đấy, tức là khi mà chúng ta mà nháy chuột lên lên trên con vật ấy, thì ở đây là chỗ này này nhé. Còn đây là cái cảm biến là gì? Cảm biến là va chạm vào cái màu sắc nào đó. Các bạn thấy không, là tất cả những cái cảm biến này nó là có cái hình quả chám, tức là nó đúng hay là sai. Tức là câu hỏi ra là có chạm vào, có va chạm vào màu xanh hay không? Đó. Có va chạm vào con trỏ chuột hay không? Đấy, có hình như thế này. Thì những lệnh này nó nằm trong thì nó sẽ chạy cùng với lệnh nếu. Thường lệnh đi vào lệnh nếu này, đó. Đây các bạn nên cái hình nếu, hình quả chám không, thì cái này nó chua lên này. Đó. Được chưa? Rồi. Còn đây là gì? Đây là cái cảm biến là gì? Làm phím, một cái phím có được bấm trên màn hình hay không? Tại nhân vật nó chờ khi người chúng ta mà bấm vào phím thì nó hiện ra đây là cái này nó trả lại là đúng hay là sai. Còn đây là chuột có được nháy hay không? Đấy, chuột được nháy hay không? Được chưa? Còn đây là những cái thông tin là nó trả lại là cái tọa độ x thì con trỏ chuột, tọa độ y con trỏ chuột là ở đây. Đó. Tiếp theo là ở đây nó có một cái lệnh nó rất quan trọng, là thông tin rất quan trọng mà chúng ta đã biết rồi, là liên quan tới cái đồng hồ bấm giờ. Đấy, đồng hồ bấm giờ. Rồi là đặt lại thời gian được cho đồng hồ. Ngoài ra đây nó có thêm một cái thông tin rất quan trọng, thông tin liên quan đến thời gian. Đấy, cái này rất quan trọng này. Ở đây nó có thể tính được là năm nay là năm nào, tháng nào, ngày trong tuần, là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, hoặc là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học liên quan đến những lệnh này để các bạn làm quen nhé. Ta sẽ học cái này trong một vài buổi, chứ không phải là một buổi hôm nay. Và chúng ta kết hợp nó với các bài trước. Kết hợp cái việc là gì? Là học cảm biến, đồng thời học là hội thoại giữa người và máy, đồng thời học cái thông điệp để chúng ta từ nhân vật này có thể quản, để có thể điều khiển nhân vật khác thông qua gọi là cái thông điệp, tin nhắn đấy. Thì chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, ví dụ, thầy lấy ví dụ nhé. Đây. Chúng ta cùng nhau làm thử một vài bài tập mà đơn giản nhé, để chúng ta hình dung nhé. Đây. Ủa thầy ơi, tuần này tuần mấy giờ thầy? Gì cơ? Tuần này tuần mấy á thầy? Bài này là hôm nay là bài số 8 rồi. Tuần 8 rồi nhé. 8 đúng không thầy? Ừ, đúng rồi. Bài hôm nay là bài số 8, còn cái bài học của trong sách của thầy là cái bài 31, là cái bài liên quan đến cảm biến. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập nhé. Vì thầy cất đóng đi, chúng ta cùng nhau làm bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Các bạn sẽ thấy là nó như thế này. Đây, ví dụ này nhé. Đây, ví dụ là như sau nhé. Bây giờ thầy cho con mèo nó chạy từ bên trái sang bên phải. Được chưa? Bây giờ thầy vẽ một cái, đây, thầy tạm thời nhé, thầy vẽ trên sân khấu một cái đường thẳng ngang để mô tả một cái đường để cho con mèo nó chạy. Đây thầy, đây dùng lệnh này thầy sẽ vẽ một cái hình, vẽ một cái đường màu như thế này nhá, màu hồng như này nhá, mà cho chiều rộng nó là 8. Rồi thầy sẽ vẽ nó như dùng bitmap này. Chuyển thành vector, bitmap rồi. Thầy đặt cái màu này. Thầy sẽ vẽ một đường ở đây. Thẳng như thế này.
nhá. Rồi thẳng chưa, cũng thẳng rồi đúng không? Đấy thì cho con mèo đây, thầy cho tôi nó màu xanh cho nó đẹp nhé. Đây thì cái này là tô màu này, thầy cho tô cho nó màu xanh phía dưới cho nó đẹp. Đấy, tô màu đây nhé. Mèo này thầy cho mèo chạy từ trái sang phải, cặp cạnh phải thì quay lại chạy nhé. Và thầy sẽ đặt làm một điều kiện là khi nào mà xuất hiện, khi mèo va chạm vào một cái thanh màu đỏ thì mèo đứng lại, dừng thì dừng lại, kết thúc. Và như vậy là bài này là phải học cái lệnh là gì, là cảm biến với gì, cảm biến với màu đỏ. Thầy lập trình trước cho mèo chạy từ phải sang trái nhé. Đây bây giờ mèo xuất phát từ đây rồi, đây vị trí của nó là như thế này. Bây giờ thầy đặt bắt đầu là điều khiển mèo trước. Đây khi bắt đầu chương trình này thì mèo sẽ chuyển đến cái vị trí này, dùng lệnh này, này chuyển đến vị trí hiện thời là vị trí này này, vị trí đang hiện thời này, trừ 173 và trừ 56 nhé. Được rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cho mèo chuyển động vĩnh viễn từ trái sang phải, dùng lệnh này, liên tục này, và mèo sẽ chuyển động với một cái vận tốc nào đó, ví dụ thầy để vận tốc là như thế này nha, ví dụ là 10 nhé. Sau đó thì thầy cho chuyển như sau này. Chúng ta nhớ lại cái lệnh mà cho mèo chuyển động chạy từ trái sang phải, cặp cạnh phải thì quay lại từ bên trái. Nhớ lại nhé. Chúng ta cho mèo là như sau này. Đây, cho mèo sẽ liên tục đạp chân để chuyển. Chúng ta dùng lệnh này hiển thị. Và cái lệnh là trang phục kế tiếp. Đó. Nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho cái lệnh là nếu mèo gặp cạnh bên phải thì quay lại bên trái. Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng lệnh là kiểm tra, lệnh điều khiển nếu nhé. Nếu này. Đây. Nếu mà tọa độ của mèo mà vượt quá 240, dùng lệnh là nếu mà lớn hơn đây. Đây này. Nếu như mà tọa độ x gì? Đây. Tọa độ x của mèo mà lớn hơn 240 thì đặt lại x bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? Đặt x bằng trừ 240 thì nó sẽ bật lại từ bên trái, được chưa? Đó. Thì đây là cái lệnh mà cho mèo chạy từ trái sang phải màn hình, gặp cạnh bên phải thì quay lại từ bên trái. Chúng ta chạy thử nhé. Đây này. Đây. Được chưa? Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ làm tiếp là điều khiển mèo khi mà mèo mà gặp phải một cái thanh màu đỏ thì mèo sẽ dừng lại, được chưa? Thì coi như là làm giành chiến thắng. Thì làm thế nào bây giờ? Đây chúng ta cùng nhau lập trình nhé. Đây, bây giờ thầy sẽ làm như sau này. Các bạn chú ý nhé. Bây giờ thầy sẽ tạo thêm một nhân vật nữa là một thanh màu đỏ. Hoặc thầy có thể vẽ cũng được, mà thầy đặt game nhân vật màu thanh màu đỏ nhé. Đây thầy tạo mới một nhân vật, thầy dùng lệnh này vẽ lên nhân vật nhé. Rồi thầy vẽ nhân vật của nó là màu đỏ này, dùng cái hình này để vẽ đây. Đấy. Tô màu là tô màu đỏ, được chưa? Đấy, tô màu đỏ, đường viền cũng là màu đỏ nhé, đường viền đây, từ từ nhé, đỏ, đường viền này cũng là đỏ nhé. Đấy, đỏ nhé. Rồi thầy vẽ đây, để dùng này thầy vẽ một cái hình như này và bất kỳ như này nhé, chưa? Đó. Rồi, thì cái này là thầy cái mèo là thầy đặt tên là mèo này. Đặt tên là mèo nhé. Còn cái này vẽ nó dài ra được không thầy? Tuy không còn dài, thầy sẽ để đây này. Đấy, nó thế là mèo va chạm là mèo đứng lại thôi nhé. Thì đặt cái thanh này là thầy là gọi thầy đặt cái này là thanh đích nhé. Thanh đích, được chưa? Rồi. Thì chúng ta lập trình cho thanh đích này, đích nhé. Thanh đích thì chúng ta đặt cho nó này, thì ban đầu khi bắt đầu vào chương trình ấy thì nó sẽ ẩn đi. Đây, tôi vào lên nó đọc vị trí này nhé. Đặt này đây, bắt đầu đây và chúng ta sẽ ẩn đi, dùng cái lệnh này nhé, cho nó câu thu tới việc tới chỗ này này đó, và chúng ta sẽ ẩn đi, ta để ở đây nhé. Đây, và chúng ta sẽ ẩn đi, dùng lệnh gì? Dùng lệnh này thì ẩn đi này, và lệnh thì ẩn đi nhé, ẩn đi,
rồi. À, nhưng mà khi bắt đầu chạy, nhưng mà cho ra lại anh chị nhé này, nó sẽ như này, nó chạy mãi như này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình là khi nào thì mèo khi mà khi nào thì nó xuất hiện nhé. Thì chúng ta sẽ cho như sau này. Chúng ta sẽ đặt cho nó chờ một thời gian nào đó, và sau thời gian đó thì chúng ta sẽ cho nó hiện ra. Chúng ta cho con mèo nó chạy khoảng là 30 giây thì chúng ta cho xuất hiện cái ấy lên, xuất hiện cái thanh thanh đích lên. Và khi xuất hiện thì mèo khi va chạm vào cái thanh đích thì mèo sẽ dừng lại và kêu là tới đích rồi. Rồi làm thử nhé. Nào, chúng ta lập trình này. Bây giờ chúng ta lập trình cho mèo trước nhé. Đây là mèo đây này. Đó. Lập trình như sau này, nếu như mèo va chạm phải thanh đích thì mèo hay màu đỏ cũng được, thanh đích cũng được, màu đỏ thì mèo sẽ lập tức dừng lại và thông báo là đã đến rồi, đến nơi rồi. Đây. Này nhá. Này chúng ta làm như sau này. Đây. Chúng ta vào dùng lệnh này nhé, chúng ta vào cảm biến, chúng ta vào lệnh điều khiển, dùng lệnh nếu này, nếu nhé, và vào cảm biến chúng ta chọn cái lệnh là này, đang chạm màu, nếu chạm màu, hoặc là chúng ta dùng lệnh đang chạm cũng được, đang chạm mà vào thanh đích cũng được, một hai này được cả, đều là được cảm biến cả. Thế này nhé, đó, không dùng màu để cái này. Thì nếu mà chạm vào thanh đích đó thì sao, thì mèo sẽ dừng lại và kêu. Mèo sẽ lập tức dừng lại và thông báo và dừng lại nhé. Đây thì lập tức dừng lại và thông báo đây. Mèo này thì cái lệnh mà cho mèo dừng lại là gì? Mèo sẽ đứng lại là lệnh là nó cho cái nơi ấy này, chỗ này là chỗ ấy nhé, để thầy điều khiển chỗ này nhé. Nếu mà dừng lại thì đây thì mèo sẽ, nếu chạm phải thanh đích thì mèo dừng lại ngay. Thì dùng lệnh gì? Dùng lệnh stop. Không phải hồi tốt stop tất cả mà là chỉ stop gì dừng lại kịch bản này thôi, dừng lại cái chương trình này thôi, không phải tất cả nhé. Đó, dừng lại cái này. Đấy, dừng lại cái này. Nếu có nhiều cách làm lắm thì cho các bạn thử cho bạn xem nhé. Đấy. Đấy, dừng lại sau đó làm cho con xem cái thằng đất được không? Gì cơ? Cái thành đích đó thầy. Đây, thành đích đây. Nhá. Thầy ơi, cái phần mà nếu đang chạm thành đích, mình bỏ vô đâu thầy? Đây, bỏ vào trong chỗ có mèo rồi này. Đây, bỏ vào chỗ này này. Đằng sau nếu mình này. Ơi. Em vẽ được cái đường đoạn thẳng, nhưng mà em không tô màu được cái đoạn phía dưới thầy. Cái nào? Cái này à? Không, cái phần phía dưới của cái gạch. Cái chỗ này ta phải chuyển sang chế độ là đồ họa, chế độ bitmap thì mình tô màu được nhé. Các bạn không cần tô màu đâu, bạn để không cần tô màu, để trắng thì không cần, cần có cái đường này là biết rồi nhé, là được rồi. Đặc biệt thầy sẽ điều khiển cho con này đang đứng nơi nhé, đây điều khiển cho con thanh đích như này. Thì đây là ẩn đi này. Thế bây giờ thầy sẽ cho phép là sau khoảng 30 giây thì nó hiện ra đây. Chỗ này lập trình chỗ này nhé. Đây thầy cho đến lệnh điều khiển và vào lệnh đợi, thầy để đợi là 30 giây. 30 giây được chưa? 30 giây nó nhiều quá, để 15 giây thôi thầy. Đúng 15 giây nhé. 15 giây thì dùng lệnh gì? Lệnh hiện ra. Hiện đó. Và khi hiện thì mèo va chạm phải, mèo dừng lại ngay. Mèo sẽ không đặt chơi thừa nhé. Đây, bắt đầu. Chúng ta kiểm tra xem là có bao nhiêu thời gian nào. Đúng 15 giây thì mèo sẽ dừng, ơi, sẽ dừng lại nhá. Con, đúng rồi mà thầy. Đấy, được chưa? Khi mà sau 15 giây thì là cái thanh thanh đích nó hiện ra và mèo đứng lại, kết thúc cuộc chơi. Đấy. Thầy ơi. Thầy ơi, thì mỗi lần lát mấy em lát thì sợ luôn thầy. Đấy. Em lát xong rồi em nhắn cái mic trà đô không được với thầy. Em đang lấy cái thành đất với thầy. Sao không được? Tí đích lên ta vẽ một hình như này này. Nhào đi thầy. Đây này, vẽ như này này. Nó là một nhân vật thôi mà. Nhân vật là hình ảnh thôi.
Chúng ta dùng cái hình cung cung này chúng ta vẽ này. Hình chữ nhật này này. Vẽ dễ mà, con vẽ thế nào. Để như vậy thầy làm xong bài này rồi, bây giờ thầy sẽ, bây giờ các bạn con làm theo thầy nhé. Bây giờ thầy lưu. Thầy ơi. Ơi. Bây giờ thầy lưu. Làm sao? Để thầy lưu đó, lưu lời các bạn nhớ tên thì thầy lưu lại để nhớ nhé. Hôm nay là chúng ta làm bài số 8. Bài 7, bài 8. Đây là bài 8 là mèo. Mèo. Thầy ơi, thầy về lại con mèo đi thầy. Mèo chạy thi nhé. Chạy thi mà. Sao? Xem cái gì? Mèo chạm đích. Mèo chạm đích, ừ đúng rồi. Đây nhé. Mèo dừng lại này. Đấy. Dừng lại cái bản này nhé. Đó. Được chưa? Đấy, con xem đi. Một cái bài đơn giản thôi, đây là bài bài rất đơn giản. Còn chúng ta sẽ học, ta sẽ làm cái bài nó khó hơn. Bài này bài đây là bài rất đơn giản thế nhé. Bài này rất là dễ luôn. Không có gì là khó cả. Sẽ có những bài nó khó hơn nhiều lần. Nhé. Bài này dễ thầy. Bài này dễ mà. Học dễ. Các con có thấy dễ không? Dạ có. Dễ có. Mà. Dạ có. Ừ. Đó. Làm như xong lúc đầu nhớ chúng ta làm là chúng ta kiểm tra lại rồi được rồi thì. Thầy ơi, em mới vào ở bên cái chỗ thanh đích nữa là có cần phải cài cái gì không thầy? Không, chả cần gì cả. Đây nhé, đây là cái mèo nhé, đích như này. Đích là chỉ có một thanh này thôi, có một hình như này này thôi. Và nó có đúng lệnh đơn giản như này thôi mà. Nó có 1, 2, 3, có 4 lệnh thôi. Rất đơn giản. Thầy ơi, chẳng con mèo đấy thầy, chẳng phải là con đích. Đây con mèo đây. Nhé. Đơn giản lắm. Ai làm được chưa? Làm đi nào. Làm được chưa? Con xong rồi thầy. Ừ. Con chưa thắng. Sao? Thầy ơi, của cháu nó có dựng lại kịch bản này. Nhưng cháu ở làm nhà. Dựng lại tất cả những cái đó. Ủa thầy ơi, mình mà làm nó hơi méo cái than màu tím thì có sao không? Không sao đâu, không sao đâu. Em biết là mang nhớ không mé này là bấm cái chữ ship á thầy. Em làm được cái đoạn thẳng em dài thẳng luôn thầy. Mỗi câu chuyện đúng thầy. Ôn cái đoạn thầy phải đổ lên con nhớ ơi. Con như em không có cái to đổ thầy. Xong chưa, xong chưa? Em không có cái to đổ thầy. Không có cái gì? Đèn đích, cái to đổ x chứ. To đổ x chứ. Đấy. Nó còn 240 đó thầy. Trong thì có cái to đổ x trong cái phần con mèo quá thầy. Đây này. Xong tìm được. Thầy có thầy. Có chứ. Tìm lại thế nào? Bấm chỗ mơ đó thầy. Em không thấy cái to đổ x lớn hơn 240 cái chỗ này thầy. Chỗ đây này. Cái to đổ x đúng thầy. Ở đây này, cái phép toán đây này. Thấy chưa? Chữ cái phép toán màu xanh đấy. Không phải thầy. Ý là cái chữ to độ x cho thầy, em không thấy thầy. Đây này, ở đây này. Chuyển động cái này. Đây này. Thấy không?
làm bài này 20 phút rồi thầy. Ừ, thì các bạn làm chậm quá đúng không? Thầy phải dừng đợi các bạn đấy. Nhanh lên để thầy chuyển sang bài khác cho các bạn làm nào. Thôi bây giờ chúng ta sang bài số 2 nhé. Bài này là bài đơn giản, sang bài số 2 khó hơn một chút nhưng mà rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm sang bài số 2, cũng là một bài liên quan đến cảm biến. Các bạn sẽ thấy nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 2. Bài số 2 này là thầy muốn cho các bạn làm bài rất đơn giản thôi, nhưng mà là chúng ta làm một cái đồng hồ ngay trên màn hình. Ngay trên màn hình, một cái đồng hồ để mà chúng ta làm cái mới này. Để biết thầy muốn là mô tả cái đồng hồ chạy ở đây này, đồng hồ bằng 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 chữ, bằng điện tử ở đây chạy thì có làm được không? Đó. Thì chúng ta cùng cùng nhau thiết kế nhá. Bây giờ thầy muốn là đưa ra một cái đồng hồ bằng bằng điện tử ở đây chỉ thời gian thôi. Ví dụ hiện nay thì việc thầy làm hiện nay là 20 giờ 22 phút 15 giây. Luôn chạy trên màn hình thì có làm được không? Đó, chúng ta cùng nhau làm bài đó nhé, rất đơn giản thôi. Như sau này, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái các cái biến nhớ. Đây, biến nhớ. Một cái biến nhớ là chỉ thời gian là giờ, một không phải thầy để một cái biến nhớ là chỉ thôi, là chỉ thời gian thôi. Bây giờ tạo một cái biến nhớ nhé. Tạo cái biến nhớ là đặt tên là thời gian. Thời gian được chưa? Đó, đây này, bây giờ thầy sẽ để ở giữa đây nhé, và thầy muốn cho to ra thì làm như sau này. Các bạn chú ý này, thầy sẽ bật nút chuột phải và thầy chọn chế độ là chế độ đọc lớn. Đó, để đây nhé. Chỗ này là chỗ là thầy sẽ để cái chỗ này là cái chỗ là sẽ hiển thị đồng hồ điện tử ở đây nhé. Được rồi, thế bây giờ thầy muốn hiển thị thì làm như nào? Đây. Thôi làm lại như hồi nãy mà bằng cái số 0 thôi. Sao? Bằng cái số 0 thôi á. Ok đó, bây giờ thầy sẽ điều khiển đây này nhé. Để ra trên màn hình nhé, để ở đây nhé. Và bấm chuột phải chọn chế độ đọc lớn nhé, là hiển thị to này. Bây giờ thầy bắt đầu thầy điều khiển. Thì điều khiển nhân vật này đây là một cái con số thôi, thì làm thầy điều khiển nó bằng các bạn sẽ điều khiển bằng sân khấu nhé. Chúng ta vào sân khấu đi. Sân khấu. Rồi, bây giờ lập trình để mà đặt thời gian hệ thống làm đồng hồ điện tử, làm được không? Làm được. Các bạn làm theo thầy nhé. Đây. Bây giờ thầy sẽ vào đây, thầy đặt chế độ như này, vào đây. Thầy sẽ vào cái lệnh là điều khiển là lặp liên tục và luôn luôn đặt cái chế độ. Đây, thầy vào cái lệnh các biến số, thầy đặt chế độ là đặt thời gian. Thời gian đây nhé. Đấy, vào đây này. Thế đặt cái chế độ thời gian là hiển thị là giờ, phút và giây. Thì có làm được không? Đây các bạn làm như sau nhé. Đây các bạn cùng với chúng ta làm đây. Bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta phải nối lại thời gian cộng với phút cộng với giây. Nối lại ở giữa là 2 chấm. Ví dụ là 20, xong là 2 chấm. 20 giờ, 22 phút, 2 chấm, 15 giây. Đó, làm như nào đây? Chúng ta vào cái phép toán ở đây và chúng ta chọn cái lệnh này, chúng ta kết hợp lại với nhau. Đây, đây chính là lệnh để nối đây. Nối giờ thầy phút. Ơi, thầy hướng dẫn bạn đi, thầy con mới bị ao ra. Rồi lật lại nhé. Bây giờ chúng ta đặt cái tham số là đặt cái tạm biến nhớ là thời gian. Được chưa? Và bấm đây để cho nó hiển thị ở giữa màn hình. Và chúng ta có thể hiển thị ở bất kỳ ở đây. Và chúng ta bấm chuột phải và chọn chế độ là gì, là chế độ đọc lớn. Thì nó sẽ thành, nó sẽ hiện to ra. Và ở đây chúng ta sẽ lập trình cho điều khiển cái thời gian này. Chúng ta vào cái sân khấu để điều khiển nhé. Đây, chúng ta đặt thời gian ở đây. Và chúng ta để liên tục. Liên tục thì nó sẽ liên tục nó thay đổi thời gian. Đó, nhé, vào đây này. Rồi làm như sau, các bạn vào cái chỗ các phép toán. Và các bạn kéo cái lệnh này ra. Đây lệnh nối thôi. Chúng ta kéo rất nhiều ra để chúng ta kiểm tra nối rất nhiều lần nhé. Đây chúng ta làm thử này, đây. Thì đầu tiên là giờ.
Thì muốn kiểm tra giờ chúng ta kéo chúng ta vào cảm biến, chúng ta kéo cái lệnh là lệnh này ra. Đây lệnh này chính lệnh để mà kiểm, để mà tính toán thời gian đây. Nha. Chúng ta bấm đây cho chọn là giờ. Đấy. Chúng ta bỏ giờ vào đây. Đấy, kiểm giờ nhé. Giờ này, sau giờ xong là chúng ta ở đây chúng ta ta nối nó vào, nối một cái này. Nối hai cái này. Nối nữa đi. Vì chắc là phải nối là giờ phút giây mà. Chúng ta nối nữa nhé. Đây này nối. Con xong rồi thầy. Giờ này, phút này, giây này, đấy, có thể thấy nhé, đây này. Ở đây giờ nhé, chúng ta bấm mà bấm chọn hai chấm. Hai chấm nhé. Xong rồi ở đây sẽ là phút. Thầy kéo cái này ra nữa, kéo cái cảm biến ra nữa. Kéo cái lệnh này ra này. Đây. Kéo ra giờ phút giây nhé. Đây tôi chọn đây là phút này. Chọn đây là giây này. Đấy. Kéo đây là phút này. Phút này. Ở đây là hai chấm này. Hai chấm này, ở đây là giây này. Đó. Như vậy còn thêm là giờ hiện tại này, hai chấm này, phút hiện tại này, hai chấm là giây. Thầy đưa cái này vào đây. Đó. Thì các bạn thấy là nó sẽ chạy liên tục cho mà xem. Đây, thầy để lại cho bạn xem lệnh này nhé. Lệnh này như này này. Nhắc lại nhé, nhắc lại là kết hợp này giữa giờ này, hai chấm này, phút này, hai chấm và giây đây. Đấy, chạy thử nhé. Đấy, các bạn mình nhìn vào to xem này. Đấy. To này, đây này. To quá thầy ơi. Thấy chưa? 20 giờ 27 phút 34 giây. Thấy không nào? Mình hình như thì chính xác cái thời gian hệ thống. Như vậy đây chính là cái con đó là cảm biến thời gian. Chúng ta đang xem cái lệnh là cảm biến thời gian. Lệnh này này. Mình lại cho bạn xem đây. Lệnh này, này này. Thấy chưa nào? Thì đây là cảm biến thời gian là giờ. Còn đây là cảm biến thời gian là phút ở đây. Đúng không? Phút. Còn đây là giây. Ở đây các bạn thấy là nó là hình tròn. Hình tròn tức là số đấy. Là số và chữ. Còn mà là nhọn như đây này. Nhọn thì là đúng sai. Nó là biểu thức logic. Còn là tròn thì nó là số hoặc là chữ. Ở đây nó là số nhé. Là giờ là bao nhiêu giờ? Cái này. 20 giờ 28 phút 16 giây gì này. Đó. Thầy ơi, cho em coi lại cái toàn bộ kết hợp được không thầy? Thầy ơi, của con là 20 giờ 28 phút 25 giây. Ừ, đấy ừ. Nhớ đây này. Bạn xem lại toàn bộ nhé đây này. Vẫn nhỏ cho bạn xem nhé đây này. Đấy, thấy rõ chưa? Vấn đề nó rất đơn giản, có một lệnh thôi, không gì nhiều. Và tất cả chúng ta đưa vào cái vòng lặp vô hạn đó là được. Liên tục như vậy nhé. Đây này. Đấy, bây giờ chúng ta lưu lại là xem thời gian, đồng hồ thời gian nhé. Này, đồng hồ điện tử. Thế con không làm kịp. Cứ làm đi rồi. Thầy đợi các bạn mà. Đấy. Còn đúng một lệnh thôi, đâu có nhiều. Là các bạn làm thế nào sẽ giống đúng không nhé. Mà chúng ta làm cái bài số 2 là mô tả một đồng hồ điện tử gắn trên màn hình rất thuận tiện để cho chúng ta làm việc nhé, tính toán thời gian. Các bạn làm đi, cứ bình tĩnh làm, không có gì vội cả nhé. Đó chưa nào? Như vậy đây là cái lệnh mà rất thể lệnh nhỏ thôi, cũng dùng biến nhớ thôi.
nhưng mà chúng ta có thể đặt ở trong trên màn hình ở đâu đó và dùng để làm. Là bài này chỉ có như vậy thôi hả thầy? Có như vậy thôi nhá, có như vậy thôi, không có gì cả. Còn cái bạn thích nữa thì sau này chúng ta sẽ làm bài tập là vẽ cái đồng hồ điện tử, đồng hồ kim ra để mà mô tả cho nó làm sao cho nó khó hơn nhiều. Việc cho bắt làm cái này đã là mô tả cái đồng hồ điện tử đơn giản đã, được chưa? Rồi, xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sang bài số 3 là chúng ta sẽ làm một cái trò chơi đơn giản rất là hay để học cái liên quan đến cảm biến nhé. Đây trò chơi là chúng ta thầy sẽ lưu cái mới và chúng ta bắt đầu mô tả trò chơi, thầy làm chậm để các bạn làm theo nhé. Mình đây. Không lưu cái này đó thầy. Gì cơ? Mình không lưu cái bài trước thôi thầy. Không không, làm bài khác hẳn đi. Bây giờ con mèo nhé. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta sẽ cho con mèo là chúng ta sẽ điều khiển mèo để bắt được cá. Rồi, bây giờ các bạn điều khiển mèo này, bây giờ các bạn cho mèo bắt đầu ở góc ốc này này. Và thầy cho mèo nó bé đi này, cho nó để cho ta dễ điều khiển con mèo tương lai, ta để vào đây nhé. Và các bạn đặt cho tôi, cho thầy là chúng ta vào cái chỗ hiển thị, chúng ta đặt kích thước của con mèo nhỏ đi là 60% thôi. 60% thôi nhé, cho nó bé lại để ta dễ điều khiển thôi, cho nó đẹp hơn thôi, không có gì cả. 60% nhé. Đấy, ta để mèo ở đây nhé. Đấy, thì đây là vị trí bắt đầu của mèo, được chưa? Sau đó các bạn sẽ đưa vào mình một con cá nằm ở góc bên phải trên. Đây, chúng ta tìm thêm con cá nữa nhé. Con cá mà đưa con cá vào góc phải trên của bàn cờ đây, con cá đây này. Đó, bây giờ chúng ta cho cá nó bé đi thôi. Chúng ta để cá vào trên này nhé. Đó, bây giờ thầy điều khiển cá này. Thầy để ở đây. Đây là cá nhé, đây là ban đầu này. Thầy cho cá nó chuyển động đến vị trí này này. Đang đứng ở đây nhé, vào cho cá nó bé đi. Thầy đặt chế độ là cho cá nó bé đi là đây. Bé đi cũng là 60%. 60% nhé. Đấy. Thầy đặt lại cho nó chính xác lại vị trí. Đấy. 191 và 149 nhé, hay là 190 và 150 cũng được. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển mèo bằng chuột và cho mèo nó tiến đến để nó bắt được cá. Được chưa? Bắt được cá là xong, là mèo là thắng, chúng ta thắng cuộc. Nhưng mà trong khi mà điều khiển mèo ấy, thì trên đường đi vướng rất nhiều các cái vướng chướng ngại vật, chúng ta phải điều khiển mèo mà tránh chướng ngại vật được thì mới di chuyển được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ các bạn sẽ vào sân khấu và các bạn chủ sân khấu và các bạn vẽ trên màn hình cho thầy những cái đống rơm màu ba màu, màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Và cái đống rơm này là gì? Là nếu mèo va phải rơm thì mèo chết ngay. Cái đống rơm, vào đống rơm đi nhá. Đây, chúng ta vào phông nền và chúng ta vẽ bất kỳ. Chúng ta dùng cái... Cái gì cũng được, vẽ là nó là chướng ngại vật cho mèo. Và chướng ngại vật cho mèo, đúng rồi. Mà dùng chỉ dùng 3 màu, được dùng màu, 3 màu, màu đỏ, màu vàng, màu xanh thôi nhá. Đây, chúng ta dùng này, chúng ta vẽ này, cỏ vẽ đây nhá. Đây. Đây, ví dụ thầy vẽ như ở đây nhá. Đây, ví dụ như đây, chỗ này là một đống rơm này. Đây là một đống rơm nữa này, nhỏ ở đây nhé. Xong thầy chuyển sang ở đây, chuyển sang màu xanh. Màu xanh ở đây. Ở đây thì vẽ một đống rơm nữa này. Đấy, ở đây một đống rơm nữa này. Được chưa? Xong thầy chuyển sang màu vàng. Vẽ nhỏ rồi đúng không thầy? Vẽ nhỏ thế để còn tránh cho mèo nó đừng đi chứ. Chúng ta cho nó vẽ to quá là mèo nó không đi ở đâu. Nó vướng là mèo nó khó đi lắm nhé. Chúng ta sao cho mèo nó đi, mèo nó tránh nó đi vào đây này đấy nhé. Đấy, cái này thôi. Như vậy là có 1, 2, 3, 4 tùy các bạn nhé. Nhưng mà vấn đề là các bạn phải cho mèo nó đi được. Thì mèo đi này, mèo đi vào đây này, đi vào đây này, đi vào đây này, đấy. Cái nên là ta vẽ đông dương nó to quá thì mèo nó
nó không đi được. Màu đỏ, màu xanh, còn màu gì nữa thầy? Màu vàng, màu vàng. Nên để ba màu nhá, như này này. Được rồi. Để các bạn vẽ lên nào. Chúng ta để con cá ở góc bên phải trên, mèo ở góc phải dưới. Và chúng ta sẽ làm trò chơi, chúng ta điều khiển mèo. Khi chúng ta mà ăn được mèo, ăn được cá thì là chiến thắng, trò chơi là dừng lại. Còn khi mà chúng ta điều khiển mèo mà va chạm phải đống đống rơm thì mèo sẽ lăn ra chết và chúng ta thua. Đấy, nhiều trò chơi như thế nhé. Trò chơi là rất là vui như vậy. Mà chúng ta sẽ hoàn thiện trò chơi này để phát triển lên thành trò chơi nó tốt hơn đấy. Trước mắt là như thế này. Rồi, để các bạn vẽ chưa? Vẽ xong các cây chưa? Vẽ xong các cái đống rơm rồi là con mèo rồi con cá chưa? Con mèo đầu tiên ở đây. Tôi đã cho để nhé, con mèo này chúng ta vào lệnh này. Bắt đầu mèo ở chuyển động vào đây. Khi bắt đầu chơi thì mèo ở đây nhé, cá ở trên này, đống rơm thì là quyết định rồi đó. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xong chưa nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình điều khiển mèo, xong đó điều khiển cá. Đấy, thì lập trình điều khiển cho mèo trước nhé. Điều khiển như sau này, cái điều khiển mèo này là phụ thuộc vào kịch bản của chúng ta, phụ thuộc vào yêu cầu của trò chơi. Cách làm của thầy như sau này. Thầy sẽ nháy chuột để điều khiển mèo. Khi nháy chuột, khi mà nháy chuột, bạn toàn chú ý nghe nhé. Các bạn chú ý nghe này. Khi chúng ta nháy chuột đấy, thì mèo sẽ quay mặt về con chó chuột và đi về phía con chó chuột 10 bước. Đó là cái toán của chúng ta, yêu cầu trò chơi như vậy nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình để điều khiển cái đó. Nào, chúng ta bắt đầu này. Đây, khi bắt đầu ở đây nhé. Ở chỗ này này, đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào trò chơi, chúng ta cho mèo là vào điều khiển và cho mèo bắt đầu vào cái vòng lặp là liên tục. Thì ở trong vòng lặp này này, sẽ liên tục điều khiển mèo thông qua cảm biến. Cụ thể ở đây là cảm biến chuột. Được chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Trong vòng liên tục này, thì cứ hễ khi nào chúng ta nháy chuột, thì mèo cảm nhận được là người nháy chuột và mèo bắt đầu điều khiển. Chúng ta được kiện như sau nhé. Khi chúng ta nháy chuột thì mèo lập tức là xoay hướng về phía con chó chuột và đi về phía con chó chuột là 10 bước. Như vậy là mỗi lần nháy chuột là chúng ta mỗi lần nháy con chuột là con mèo sẽ di chuyển về phía đó. Và chúng ta sẽ dùng cái cảm biến, đấy lệnh cảm biến của Scratch nhé, cảm biến con chuột. Đây, chúng ta vào cảm biến đây. Và có lệnh sau đây. Cái lệnh này là lệnh này này. Lệnh này phím này, lệnh không phải đây, đây chuột được nhấn đây này. Khi mà chúng ta nháy chuột đây, to nhìn dễ nhé. Đấy. Khi chúng ta nháy chuột, chuột được nhấn này. Đấy, đây lệnh cảm biến đấy. Cảm biến lệnh là lệnh màu xanh ra trời này. Rồi. Chúng ta vào như sau, chúng ta vào điều khiển và chọn cái lệnh là nếu đây. Nếu chuột được nhấn, chúng ta đưa vào đây. Và đây chính là lệnh cảm biến nhé. Nằm trong cái nhóm bệnh là cái vòng cặp lặp là liên tục. Đấy, các cháu nhìn rõ chưa nào? Nếu chuột được nhấn này, thì sao? Thì mèo làm hai việc. Một là mèo sẽ xoay hướng về phía con chó chuột. Chúng ta vào đây và chọn cái lệnh là xoay hướng. Đây, hướng này. Đấy, hướng về phía đối tượng con chó chuột. Đây, hướng. Và mèo sẽ đi về phía trước là 10 bước. Đây chính là cái chỗ mà chúng ta sẽ điều khiển con mèo bằng cái chuyện là nháy chuột. Thấy không nào? Đây chính là lệnh như này. Nếu chuột được nhấn nhé thì mèo này quay mặt về hướng về phía đối tượng của chó chuột và đi phía trước là 10 bước. Và chúng ta sẽ dùng chuột để điều khiển. Các bạn sẽ thử cho các bạn xem nhé, này, bấm vào đây này. Bắt đầu thử này. Đấy. Được chưa? Đấy, điều khiển mèo đấy. Nếu mèo chạm phải hình thì là thua, nhưng mà các bạn thử đã nhé. Đó. Đấy. Chúng ta sẽ điều khiển cho mèo là gặp con cá thì ăn con cá. Được chưa? Rồi. Từ đầu nhé, là lại từ đầu này. Đấy. Đấy. Như vậy chúng ta làm như thế nhé. Từ đầu chúng ta nên cho lệnh như thế này, thì hay hơn này. Chúng ta cho một lệnh là mèo hướng về bên phải nhé. Này. Đặt từ đây này. Đó. Ban đầu nhé, đây là khi bắt đầu chơi nhé, người dùng bấm phím bấm vào cái lá cờ xanh nhé, thì mèo quay hướng về bên phải này, di chuyển tới vị trí này này,
và các kích thước là 6%. Đó chưa? Đó. Còn đây là vòng lặp liên tục. Vòng lặp liên tục. Được chưa? Đó, ở đây nhé. Rồi. Đó, thế đây là đoạn chương trình là mèo gì? Là mèo là mèo ấy đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp tục nhé. Chúng ta lập trình tiếp theo này là nếu mà mèo mà va chạm phải màu xanh, màu đỏ hoặc màu vàng thì mèo lăn ra chết. Mà chúng ta có thể cho mèo nó kêu ối ối rồi mèo lăn ra chết. Được chưa? Đây. Chúng ta sẽ lập nhỏ nhỏ để tìm nhé. Chúng ta sẽ lập trình ở bên ngoài này cho nó thích. Làm hai nha cho nó thích nhé. Ừ, đây, chỗ này này. Hoặc ở đây cũng được, tùy các bạn. Đây, đây này, cho lưu vào đây nhé. Chúng ta vào lệnh này. Nếu này, ta chọn là và cảm biến, chọn lệnh là màu. Nếu chạm phải màu. Đấy. Thế bây giờ thầy chọn nhé. Chọn màu đỏ đúng màu này này. Thì bấm đây chọn màu đấy. Bấm đây này và đặt lệnh này. Đây lệnh là tự chọn màu đấy. Bấm vào đây. Rồi, mình đưa vào đây để chọn màu. Họ chọn màu đỏ đúng đúng chứ nào. Rồi, đây chính lệnh màu đỏ đây. Nhé. Thì nếu chạm màu đỏ thì mèo côi ối và mèo chết nhé. Đây chúng ta âm thanh này, thôi thêm âm thanh vào đây cho nó thích nhé. Đây. Ối ối. Đây. Chứ thử nè. Ối ối. Thầy ơi, làm ối ối. Cái hồi nãy mà thầy. Gì cơ? Thầy làm lại cái hồi nãy mà chạy, đang chạy màu đỏ gì đó. Đỏ gì đó. Cho con coi lại thầy. Ở chỗ nào? Ở chỗ này, ở chỗ này phải không? Chỗ này cái gì? Đúng không? Dạ. Làm thì lại nhé. Đang chạm màu khác được không thầy? Chạm màu khác được không thầy? Chọn được. Làm lại nhé. Làm cho em con. Đây này, bấm vào đây nhé. Rõ chưa? Nhé. Xong không chọn ở đây, mà bấm vào đây này. Bấm vào đây nhé. Bấm vào đây. Thế ra cái này này, và ta di chuyển chuột sang bên này. Đó. Di chuyển tới vị trí màu đỏ hoặc là màu xanh hoặc là màu vàng. Được chưa? Đấy. Ta sẽ di chuyển màu đỏ nhé. Hay màu xanh đi. Màu xanh nhé. Bấm vào đây màu xanh này. Cái chuột này. Đó. Đây là màu xanh như này. Thì màu xanh này này. Nó giống màu xanh này. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ vào chỗ âm thanh là nhé. Âm thanh này là thanh là đặt tên lên là ối ối nhé. Ối ối. Đây là ối nhé. Ối nhé. Rồi. Đây. Nếu mà gặp mà màu xanh này thì mèo cái ối ối nhé. Bấm vào âm thanh này. Đây này. Thầy đặt âm thanh là ối ối ấy này. Đây. Thanh ối ối này. Vào dừng chương trình luôn. Thì được lệnh là vào cái lệnh là dừng lại, vào lệnh điều khiển và vào cái lệnh là dừng lại toàn bộ. Đây. Đó. Toàn bộ. Thấy không nào? Ối ối này. Cho đến hết này. Dừng lại toàn bộ. Như vậy là chân làm là thua đấy. Và đây là màu xanh nhé. Chúng ta làm tương tự như vậy cho màu đỏ và màu vàng. Đây các bạn copy nhé. Các bạn bấm chuột phải này. Bấm nút là nhân bản này. Đây. Đây là màu đỏ nhé. Chúng ta bấm vào đây và chọn màu đỏ. Bấm vào đây. Đấy. Chúng ta chọn màu đỏ. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta làm màu vàng nhé. Bấm chuột phải. Chọn nhân bản. Chúng ta đưa vào đây. Và bấm vào đây. Bấm vào đây. Di chuyển ra đây. Chọn màu vàng. Đấy. Vậy chúng ta có ba cái luôn. Nếu gặp màu xanh cũng ối ối và dừng lại. Gặp màu đỏ ối ối và dừng lại. Gặp màu vàng ối ối và dừng lại. Được chưa? Dừng lại. Thì đưa cả đây xuống đây. Hoặc tùy các bạn để ngoài cũng được. Để ngoài đây và chúng ta đặt như sau. Để hai lệnh cho nó hay. Chúng ta vào lệnh này và chúng ta đặt vào đây. Và chúng ta đặt vào cái vòng lệnh là liên tục nữa. Ra vào đây và vào lệnh liên tục đây. Đấy. Chúng ta để ở đây. Thấy chưa? Đấy. Hay nữa. Hoặc đưa cả cái này vào đây cũng được. Hoặc để bên ngoài hai cái cho nó khác nhau. Đấy. Được chưa?
Thầy thử cho bạn xem nhé, xem nó có ối không nhé. Này thử nhé, bắt đầu từ đầu này. Đây, điều khiển. Thử nó va chạm phải nhé. Ối ối. Đấy, lập tức là chết luôn. Làm chết luôn. Dừng nó chơi luôn. Đấy. Thầy ơi, con không theo kệ. Đây, các bạn hãy dừng chút, các bạn vào làm theo đi. Thì dừng chút đây rồi, các bạn làm theo đi nhé. Các bạn cứ bình tĩnh làm nhé, không vội đâu, cứ bình tĩnh làm nhé. Ấy thầy, còn cái con cá thì sao? Bình tĩnh nhá, không vội vàng đâu, cứ bình tĩnh làm, cứ làm thấy đúng rồi thôi nhé. Đấy, có một con mèo thôi mà. Được chưa? Rồi, xong rồi. Chưa xong thầy ơi. Xong chưa? Thầy ơi. Xong chưa? Đấy. Chưa thầy. Thế cứ làm đi, cứ bình tĩnh làm thế nào, làm xong rồi thôi nhá. Thầy ơi, con xem lại thầy đi. Ôi. Cứ mình có một con mèo thôi mà, có gì đâu. Mình có một con mèo thôi. Thầy ơi, ơi còn cá thì làm lại như răng thầy. Cá thì chưa chưa làm, thầy làm cứ gọi xong là xong rồi, xong phần cá nhé. Rồi xong chưa nào? Bây giờ thầy sẽ cùng các bạn, ta sẽ lập trình tiếp là khi mèo mà gặp cá này như thế nào. Đấy, khi mèo gặp cá thì mèo sẽ kêu là meo meo ngon quá, meo meo, và sau đó là mèo ăn cá và cá sẽ lại biến mất, thì là xong, hết là chương trình dừng lại, được chưa? Đấy, bây giờ ta là tập trình tiếp này. Khi mèo gặp cá thì mèo sẽ kêu meo meo, mèo kêu meo meo, và sau 1 giây thì mèo ăn xong con mèo, ăn xong cá và cá biến mất, là dừng lại. Thầy ơi, nó không có dừng lại thầy ơi, chạm màu nó không chịu dừng lại luôn á thầy. Chúng ta cho lại dừng lại tất cả, nó mới dừng chứ. Thế này nó dừng. Ủa, hay là để không đúng màu á thầy? Chắc thế, các bạn chắc là con để không không trúng màu rồi, đặt màu cho chính xác thì mới thấy được nhá. Chú ý là đặt màu chính xác nhá thì mới được. Thấy là sai rồi thầy. Thôi được, thầy làm luôn cho các bạn, làm con cá luôn để chúng ta nhân đây. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm lệnh nữa là nếu mèo gặp cá thì như thế nào. Đây, chúng ta vào cái lệnh cảm biến và chúng ta chọn cái lệnh là đang chạm phải đây. Để ra đây và đặt chọn đây là con cá fish. Đấy. Thì nếu mèo chạm cá, chúng ta trong thêm lệnh nữa là lệnh nếu, đây nếu
Nếu ở đây nhá, và đây đều đây này, nếu chạm cá thì làm gì? Đấy, thì chạm cá chúng ta cho mèo kêu meo meo, chúng ta sẽ cho âm thanh đây, cho kèo mèo mèo kêu bấm vào đây và chọn kịp mèo kêu meo 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 này đó, và sau đó cho con mèo nó đợi 1 giây, ăn cá trong 1 giây. Đấy. Và sau 1 giây sau thì mèo sẽ thông báo để cho cá nó biến mất. Đấy. Chúng ta đưa vào đây nhé, đưa vào đây này, đưa vào này. Đấy. Rồi, chỗ này chỗ khó nhất đây này. Bây giờ sau khi mà mèo chạm phải cá này thì mèo kêu meo meo này, đó chưa, đợi 1 giây, sau 1 giây thì thầy muốn là cá sẽ biến mất. Trò chơi dừng lại thì làm như nào? Đó, chỗ này khó nhất, khó như sau này. Thế là như sau nhé, là mèo sẽ phải gửi một thông điệp cho cá để cá ẩn đi. Đó, thì đến chút đây là chỗ phải có quan hệ giữa mèo và cá, là hai con vật, hai nhân vật. Thì như vậy, mèo sẽ dùng cái lệnh là vào sự kiện gửi là phát tin nhắn. Đấy, bấm vào đây và chúng ta chọn lệnh thông báo mới là kết thúc đi. Lệnh kết thúc để thông báo rằng mèo đã ăn xong cá. Đây, cho mèo đây này, cho vào đây này. Như vậy là chúng ta chú ý đây có 3 lệnh nhé. Nếu mà mèo chạm phải cá là coi như là chúng kết thúc đấy. Bắt đầu âm thanh là meo meo, mèo cứ meo meo. Sau đó mèo đợi 1 giây. Sau 1 giây thì mèo phát tín hiệu là kết thúc. Để làm gì? Để thông báo cho cá biết. Đó, khi cá nhận được thông tin là kết thúc thì cá sẽ ẩn đi và thông báo là kết thúc cho toàn bộ chương trình. Ta vào cá nhé, đây là cá này, chọn cá nhé. Đó, và chúng ta vào cái lệnh là gì? Là khi nhận được, đây, khi cá nhận được cái thông tin là thầy kết thúc. Thầy ơi, con còn đây là mèo, thầy từ từ được không thầy? Đây là mèo đấy, các bạn cứ làm đi nào, cứ làm nhé, làm xong rồi thì thầy. Đang làm mèo đây nào, rồi, thầy đợi thế nhé. Thầy ơi, con làm xong mẹ rồi thầy. Thầy ơi. Thầy ơi. Xong chưa? Dạ rồi. Nhé, bây giờ chúng ta cái bìa lập trình sang cho cá nhé. Được chưa? Khi mèo là phát tin là kết thúc thì ta chuyển cho cá này. Đây này, cá này. Nhé. Thì cá sẽ ẩn đi. Đó, và kết thúc. Nhưng mà chúng ta vào đây là chúng ta hiển thị nhé, chúng ta chú ý nhé. Khi cá bắt đầu vào chơi này thì cá phải hiển thị trước này, đây. Đây này, cho hiện cho vào đây nhé, cá hiển thị đây. Còn ở đây thì mới ẩn đi. Ẩn đi ở đây nhé, đây. Đó, ẩn đi và trên cá là người thông báo kết thúc rồi. Chúng ta vào cái lệnh là, vào điều khiển và chọn cái lệnh là. Là đây, vào cái lệnh là dừng lại tất cả. Đây, đây là lập trình cho cá nhé. Nhắc lại này, khi cá bắt đầu chơi thì là bắt đầu vào chương trình ý, thì cá là hiện này và hiện ở góc trái, góc phải trên này. Còn khi nhận được thông tin là kết thúc này thì cá ẩn đi và gửi thông tin là dừng lại cái tất cả. Như vậy là một vạn là chương trình kết thúc luôn. Thấy không nào? Đấy, bây giờ chúng ta là các bạn lập trình và các bạn chạy thử nhé. Thầy nhìn thấy các bạn xem này, từ đầu này, đây. Đây, đây này. Thầy con lập trình nó thêm cái âm thanh. Đây. Thầy ơi, con lập trình thêm là có mấy cái dây màu đen, nếu như mình dạng vào cái dây màu đen đó thì cũng được, tùy các bạn nhé, tùy. Đó.
Đấy, kết thúc nhé. Là cá nó mất nó ẩn đi là xong. Đấy, các bạn làm trình bày này nhé. Nào, chúng ta lưu là trò chơi là mèo ăn cá nè. Mèo ăn cá nhé. Đó. Đấy, các bạn lập trình đi nào. Đây là mèo nhé. Đấy, đây là và đây là một trò chơi hoàn chỉnh mà liên quan đến cảm biến rất quan trọng. Mèo ăn cá nhé, đây là cá này, đây là mèo này. Đấy, các bạn làm đi nhá. Xem nào. Thay quá đến cả đúng không? Được chưa? Đó. Dạ được rồi. Ừ. Đấy, nhưng mà đây là trò chơi là mèo ăn cá đúng không nhé? Yeah. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài tập mà trò chơi khác nhé. Trò chơi khác nhé. À, chúng ta new một cái mới này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một trò chơi là chạy thi. Rất là hay. Đây là trò chơi bình thường rất đơn giản thôi, nhưng mà là để mô tả hoàn chỉnh một cái cuộc chạy thi có tính giờ đàng hoàng nhé. Rồi, cái này như sau này, chúng ta cùng nhau lập trình nhé. Mèo sẽ không còn không. Thầy ơi, bài này mình có luôn không thầy? Gì cơ? Bài mèo ăn cá thầy. Sao? Bài mèo ăn cá thầy. Thì sao? Mình có lưu không thầy? Có chứ, phải lưu chứ. Trời ơi, bên này chẳng phải lưu. Thầy lưu từ nãy rồi mà. Các bạn lưu đi nhé, lưu là mèo ăn cá đi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang một trò chơi mới, trò chơi là chạy thi nhé. Là như sau này. Đây, em bé. Đây, chúng ta cho em bé là người chạy thi là đâu, không phải người này, đây, người này nhé. Đấy. Đây là bạn này là bạn chạy thi đây. Bây giờ thầy cho nó cái làm như sau nhé. Đây, thầy cho các bạn mô tả nhé. Em bé chạy từ bên trái sang bên phải. Khi chạm vào bên phải thì là đến đích thì dừng lại, và trọng tài sẽ báo là em đang chạy hết bao nhiêu giây nhé. Đấy, cái này như sau nhé. Chúng ta sẽ có hai nhân vật, một nhân vật là em bé này, hai là chúng ta cho đây vợ một cái trọng tài. Đây, trọng tài là người này đây, trọng tài nhé. Đây, trọng tài là người này. Bây giờ cho nó bé lại để cho dễ nhìn nhé. Đây này, em bé này, người chạy thi này, cho ra cho chúng ta làm như sau này. Chúng ta để như đây nhé, bắt đầu là chạy từ đây này. Em bé này sẽ chuyển
về đây này nhé. Và em bé này có cái đặt cái kích thước là nhỏ lại là 50% thôi. 50% cho bé tí tí lại để dễ, cho nó dễ. 50% đó. Đây. Chúng ta đặt lại nó nằm ở vị trí này. Nha. Vị trí là âm 200 đây. Thôi là âm 220 đúng không? Và cái y là 60. Đây. Ở đây nhé. Và quay về hướng bên phải. Đây. Đó. Vị trí bắt đầu thời điểm dưới này cho tiện nhé. Thời điểm đây là âm 80 nhé. Âm 80 cho nó lụt xuống dưới cho nó dễ nhìn. Đấy. Còn đây là trọng tài ở đây nhé. Trọng tài thì để ở đây. Trọng tài thì để như thế này. Trọng tài thì để vào đây. Và... Con coi lại... Không. Ở đây là 140 nhé. 150 đi. Và đặt trọng kia trọng tài đặt kia chế độ đặt kích thước cũng nhỏ lại đi, nhỏ lại là 50%. Đấy. Trọng tài cho đây là ở đây nhá. Đấy. Em bé ở đây nhá. Đấy. Đấy. Được chưa? Thì như sau này. Như vậy chúng ta có hai nhân vật, một là em bé này thì thật là tên là em bé nhé, em bé là người là nhân vật chạy thi này. Và cái nhân vật này thì đặt tên là trọng tài nhé. Trọng tài có hai nhân vật trọng tài, được chưa? Chúng ta có hai nhân vật, một nhân vật là trọng tài đặt phía trên này cho nó cao để cho nó dễ nhìn thôi nhé. Để cho thích này, lùi xuống một tí là âm là 130 cho nó dễ nhìn nhé. Đấy, 130 đây nhá. Rồi em bé này ở đây này, thì như sau này, khi bắt đầu chơi thì trọng tài sẽ hô là chuẩn bị bắt đầu. Khi trọng tài hô là bắt đầu, em bé chạy từ bên này và đồng hồ bắt đầu đếm thời gian. Em bé chạy sang bên phải thì dừng lại, kết thúc thì là xong. Đồng hồ sẽ dừng lại và kết thúc. Và trọng tài sẽ thông báo là chúc mừng em đã chạy với thời gian là bao nhiêu giây đó. Về giúp chạy thì chạy là 5 giây hay là 10 giây hay là 30 giây nhé. Đó, nhưng mà đây là một cái bài ngắn thôi, nhưng một cái trò chơi làm hoàn chỉnh để mô tả em bé chạy nhé. Rồi, chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ thiết lập kia mà đây này, chúng ta sẽ thiết lập mà trò chơi nhé. Chúng ta sẽ thiết lập cái thời gian chạy, chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ có tên là thời gian, để tính thời gian chạy cho em bé là bao nhiêu giây thời gian. Đấy, đặt ở đây nhé, bắt đầu là không này, và đúng khi mà chúng ta kêu là bắt đầu thì bắt đầu chơi, và khi kết thúc thì cũng kết thúc luôn, được chưa? Được rồi. Thế làm như sau nhé, bây giờ thầy làm như sau này, thầy bài này hơi khó một tí, mặc dù đơn giản thôi nhưng mà tôi thấy khó, các bạn phải nghe, và chưa khó, quan sát thầy cùng làm nhé. Như vậy là bước đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra biến nhớ có tên là thời gian, và bắt đầu đặt bằng không để góc trái trên kia, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập các cái thông số nữa nhé. Đấy. Chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ đặt một cái biến nhớ nữa để mô tả thời gian là bắt đầu chạy và khi kết thúc. Đây, phải tạo một cái biến nhớ nữa có tên là start để mô tả cái này thì không có hiển thị ở đây nhé. Đấy. Được chưa? Thì ở đây thì làm thêm một con số nữa nhé. Đây này, thì làm thêm một cái, ở đây đã tạo thêm một cái sự kiện nữa thì thầy điều khiển này ở đây nhé. Thầy đặt này, ban đầu thầy đặt là như sau, các bạn vào chỗ này bị số thầy đặt này. Thầy đặt ban đầu đặt cái thời gian là không, tiếp theo đặt start bằng không đó, được chưa? Đấy. Thì quy định như sau nhé,
Khi mà start bằng 1 thì bắt đầu chạy. Và start bằng 2 thì dừng lại. Thì cái là em bé chạy xong, chạy kết thúc, được chưa? Được rồi. Và như sau nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình này. Lập trình và sẽ đếm thời gian nhá. Đây. Khi mà trọng tài kêu là bắt đầu, 1 2 3 bắt đầu. Thì khi bắt đầu ấy là trọng tài sẽ ra một thông điệp là bắt đầu chơi. Đó. Khi có thông điệp bắt đầu chơi thì bắt thầy đầu thì... ơi, cho xem em bé thì thầy. Em bé đây. À cái đây chính là em bé, thầy nhầm, phần đây cái này em bé, cái này là cái này không phải đây, đây là em bé nhé, thầy nhầm. Đấy, để không cần. Em bé là đúng rồi. Đấy. Đó. Em bé mới là cái người đặt thời gian, được chưa? Được rồi, nào bắt đầu nhé. Bây giờ thầy làm điều khiển này, thầy vào lập trình đầu quan sát chú ý nhé, thầy vào trọng tài này. Ở đây nhé. Rồi. Khi bắt đầu chơi rồi, trọng tài sẽ thông báo đây, trọng tài sẽ gọi bằng lệnh này là chuẩn bị. Chuẩn bị. Đấy. Và sau 2 giây trọng tài kêu là bắt đầu. Đây, trọng tài sẽ vào cái lệnh này nhé. Trọng tài sẽ kêu là bắt đầu. Và đây, phải bắt đầu vào trong, bắt đầu nói bắt đầu trong 1 giây. Bắt đầu. Bắt đầu chạy. Khi bắt đầu chạy, khi bắt đầu thông báo bắt đầu thì em bé lập tức là chạy luôn. Và khi đó thì sao nhỉ? Trọng tài sẽ gửi một thông điệp bắt đầu. Trọng tài sẽ vào cái lệnh để sự kiện và gửi một cái thông điệp. Đây, gửi một phát tin. Là tin nhắn có tên là bắt đầu. Đấy, cái này rất quan trọng nhé. Vì sao là vì sao dùng thông điệp? Vì thông điệp nó mới là chính xác tuyệt đối. Khi trọng tài gửi thông điệp bắt đầu thì em bé bắt đầu chạy. Bắt đầu chạy và thời gian bắt đầu tính. Đó. Thời gian bắt đầu tính. Và chúng ta bắt đầu cùng nhau làm nhé. Đây. Đây này, nha, chỗ này chú ý nhé. Đấy. Trọng tài kêu là chuẩn bị bắt đầu. Thì khi bắt đầu đồng thời là phát tín hiệu luôn, bắt đầu luôn nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau làm nhé. Khi bắt đầu thì như thế nào? Đây, chúng ta lập trình cho em bé trước nhé. Đây, em bé đây. Khi bắt đầu, đây, thì chúng ta đây. Chúng ta khi nhận thông điệp là bắt đầu. Bắt đầu. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ đặt cái tham số, đặt cái tham số start của chúng ta là bằng 1. Em bé bắt đầu chạy. Được chưa? Đây, chúng ta sẽ cho em bé chạy như sau nhé. Chúng ta sẽ cho em bé chạy như này này. Chúng ta sẽ cho em bé chạy và chạy liên tục cho đến khi nào mà kết thúc thì thôi. Đây, chúng ta sẽ vào lệnh này nhé. Bên lệnh lệnh khác lệnh đấy. Chúng ta vào lệnh này. Điều khiển, chúng ta vào lệnh là repeat, lặp cho đến khi. Lệnh này khác nhé. Đây không phải lệnh lặp vô hạn mà lặp cho đến khi nào, cho đến khi kết thúc thì dừng lại. Đấy, giờ để đây này. Đó. Đây lệnh lặp làm em bé bắt đầu chạy cho đến khi nào, cho đến khi này. Các bạn chú ý nhé. Đây, cho đến khi đặt dấu bằng này. Cho đến khi mà cái biến start ấy, nó bằng 2 thì dừng lại. Đây. Đây, cái này chuyện này khó một tí nhé. Khi em bé mà chạm vào cái vạch này thì dừng lại. Kéo 2 dừng lại. Và trong quá trình này em bé sẽ liên tục chạy. Dùng lệnh này nhé. Chúng ta dùng lệnh chuyển động, dùng lệnh di chuyển về phía trước. Đây, một cái đoạn là một cái vận tốc là như thế này, vận tốc tới điểm, vận tốc nhỏ thôi, vận tốc là từ 1 đến 3. Đây, từ 1 đến 3 bước. Và một ba bước vào luôn gì? Luôn là trang phục kế tiếp. Đó. Thì lệnh là em bé chạy đấy, em bé chạy. Khi nào dừng lại, khi mà đích đây thì dừng lại này. Chúng ta cho thêm một lệnh nữa vào đây nhé. Nếu này, nếu đây. Nếu gặp đích đây. Nếu mà chạm phải vạch bên phải nhé này, chúng ta vào đây này. Nếu này thì khó một tí đấy. Nếu mà tọa độ x gì mà lớn hơn 240 thì dừng lại thì đến đích. Đó. Gặp đích là ở bên phải. Đây này. Nếu mà nick nhá thì dừng lại bằng cách nào thì em bé sẽ làm như sau. Thì em bé sẽ đặt cái tham số là start bằng 2 thì dừng lại.
điều khiển, đặt cái tham số đây. Hơi khó một tí nhá. Đặt này. Đặt cái tham số. Đặt lại cái thời gian start bằng 2. Đặt bằng 2 và dừng lại và không chạy nữa nhá. Đó. Nhưng mà chỗ này là làm lặp lại cho đến khi mà start bằng 2 thì dừng lại, đây bằng 2 thì dừng lại đây. Nhá. Đấy. Và chỗ này hơi khó một tí nhá. Các bạn chú ý nhìn này. Hai dừng lại. Và chỗ này có một lệnh là dừng lại cái chỗ này. Và cái lệnh điều khiển này và lại gọi lại cái lệnh là dừng lại khoảng tất cả, dừng lại cái bản này thôi. Đấy, thì dừng lại. Được chưa? Đấy. Được rồi, chỗ này là chỗ lại em bé này. Em bé nhé. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái biến nữa, chúng ta sẽ có một lệnh nữa để mô tả cái thời gian. Cái này khó một tí các bạn chú ý nhé. Đây này. Đây này, thời gian ở đây nhé. Đây. Khi bắt đầu này, chúng ta làm lệnh nữa để kiểm tra thời gian nhé. Đây. Chúng ta thêm lệnh nữa để chúng ta chọn thời gian. Khi mà nhận tin là bắt đầu. Đây. Nữa ở đây nhé. Chỗ này là để điều khiển em bé chạy, chỗ này là để điều khiển thời gian. Được chưa? Khi bắt đầu chạy này thì như sau này, thì chúng ta dùng theo hệ thống này, chúng ta vào lệnh này, chúng ta vào cái là vào cái cảm biến, đây cảm biến đây này. Chúng ta là như sau, chúng ta đặt chế độ bắt đầu chạy này. Đây này. Đặt lại đồng hồ bấm thời gian vào đây nhé. Đấy, chỗ này các bạn thấy chưa, khó một tí các bạn quan sát để làm nhé. Đấy. Thời gian này. Đấy, và bắt đầu đặt thời gian để đếm thời gian. Được chưa? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vào cái lệnh này. Là lệnh là vẫn như lúc nãy, là lệnh là gì? Là lặp lại cho đến khi. Cho đến khi mà start bằng 2. Đây. Đấy. Đây, lệnh này này. Chúng ta làm lệnh sau này. Chúng ta đặt vào đặt cái lệnh là thời gian. Đặt thời gian. Thời gian đây này. Đặt bằng cái biến đo thời gian. Đồng hồ bấm giờ. Đấy. Thì đây là cái lệnh để đo đồng hồ. Đấy. Đồng hồ sẽ bấm giờ và thời gian này để đo, thời gian này để đo đồng hồ. Được chưa? Đấy. Nó chỉ lặp khi nào mà khi mà người em bé dừng lại thì là nó không đếm, nó chỉ đếm khi mà đang chạy thôi. Đấy. Thì khó một tí đúng không nào? Để các bạn làm nhé. Để chị thử cho xem nhé, chị thử xem nhé. Bắt đầu này. Chuẩn bị, bắt đầu, em bé chạy này, thấy không nào, em bé chạy, đồng hồ chạy, đồng hồ thời gian chạy này, đấy, kết thúc, đồng hồ dừng lại luôn, thấy không nào, và lúc bây giờ thì khi dừng lại, thầy ơi, của thầy nhanh hơn của con, không sao đấy, cho là hôm cũng yên mà, thì giáo viên sẽ thông báo, đây, nhé, giáo viên thông báo là em đã hoàn thành với thời gian là, đây, ở đây bắt đầu nhé, sau là giáo viên chờ này, chúng ta điều khiển một chút này, chúng ta dùng lệnh là, đấy, lệnh khó nhé, lệnh là đợi cho đến khi, đợi cho đến khi nào, đợi cho đến khi mà start bằng 2 thì dừng lại, đây, là cái kết thúc đấy, khi mà cái biến start bằng 2 thì dừng lại, và giáo viên thông báo, đây, thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành. Đây. Chúc mừng em đã chạy hết bao nhiêu giây. Đây. Chúc mừng em đã chạy hết bao nhiêu giây. Đã dùng cái biến thời gian để đo. Và biến đây. Và biến số đây. Thời gian. Giây. Đây, chúng ta đưa đây vào đây. Đấy. Thấy không nào? Chị thử cho bạn xem nhé, đây này. Bắt đầu này, chạy, đấy, chạy. Thầy ơi, con không kịp, thầy ơi. Rồi, các bạn bình tĩnh cái làm đi rồi, kịp mà. Xong, chúng em đang chạy hết 7, thầy không để cái thời gian để cho nó thoải mái đi. Dùng lệnh nói cho nó dễ nhé. Mà đây, dùng lệnh nói mãi mãi đi. Nào, bắt đầu này. Chạy.
nha. Đấy, chúng em đã chạy trong 57 giây, 854 giây. Để các bạn làm đi nhé, để các bạn làm là cùng nhau làm đấy nào. Đấy, đây là cái lập trình cho em bé. Và chúng ta ghi vào với cái bài thi này là bài chạy thi. Đây là bài tương đối khó đấy, tương đối khó nhé. Thầy ơi, cho con xem trọng tài đi thầy. Trọng tài đây. Ủa mà thầy ơi, sao thông báo được cái thời gian chạy hết giờ vậy thầy? Hôm nay Việt Nam thắng Campuchia 4-0 các con ạ. À. Cháu xem bóng đá. Thầy đang mà xem. Cụ chạy ra thì xem một tí. Cháu xem bóng đá. Còn vài nhà lâm thái. Sao con? Đấy nhá. Bài này bài cuối là còn thêm bài nào nữa không? Không, bài này bài cuối rồi. Xong rồi chúng ta sẽ nghỉ nhá. Quy sớm đi, thầy muốn xem bóng đá một tí đó. Xem một lượt bóng đá một tí nhé. Dạ. Thầy ơi, ta còn không ta có chia đó thầy ạ. À. Chúng ta nghỉ sớm một tí nhé. Chào thầy. Chào con nhé. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy.